thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh long an các địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn Tính đến nay, ngành chức năng tỉnh đã kiểm tra, trà soát, đã chuẩn hóa cấu trúc được gần 2 triệu 462 000 dữ liệu, còn lại khoảng 90 000 dữ liệu chưa được số hóa do có sai sót thông tin hoặc thông tin trùng do một sự kiện hộ tịch đăng ký nhiều lần. Sau khi kiểm tra, xác định tính chính xác của dữ liệu đã chuyển vào phần mềm 158 và phần mềm số quá hộ tịch, được trên 2 triệu 250 000 dữ liệu và đồng bộ sang phần mềm hộ tịch dùng chung là hơn 1 triệu 067 000 dữ liệu. Nguyên nhân chưa hoàn thành số quá dữ liệu hộ tịch là do số hộ tịch còn nhiều sai sót do lỗi ghi chép của công chức hộ tịch. Phần mềm quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thường xuyên quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, nhiều số hậu tịch hư hỏng rách, chữ nhòa không thể scan